Hôm thứ Ba, 23 tháng 4, chính quyền Sri Lanka công bố đoạn video an ninh cho thấy một trong những nghi can đánh bom tự sát hôm Chủ nhật đang bước vào nhà thờ Thánh Sebastian ở thành phố Nogombo. Chỉ vài phút sau, nhà thờ này bị nổ tung, xác người nằm la liệt, hơn 100 người thiệt mạng. Cũng trong khoảng thời gian đó, hai nhà thờ khác và ba khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo cũng bị đánh bom. Cảnh sát cho biết đến nay số người chết trong loạt tấn công đã lên đến 321 người, khoảng 500 người bị thương. Tình trạng khẩn trương vẫn còn hiệu lực trên khắp Sri Lanka để ngăn ngừa những vụ khủng bố khác. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm thực hiện loạt đánh bom nhưng không đưa ra bằng chứng. Hôm thứ Ba là ngày cả nước Sri Lanka để tang các nạn nhân. Nhiều người sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm đó tôi đi lễ với vợ và con gái. Tôi cũng ở bên trong nhà thờ. Khi buổi lễ kết thúc, tôi bước ra ngoài. Chỉ 5 phút sau, có tiếng bom nổ. Tôi nghe tiếng nổ rất lớn. Tôi nhảy vào bên trong nhà thờ thì thấy con gái và vợ nằm trên nền nhà. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi nhìn thấy con gái tôi nằm trên nền nhà. Tôi cố nâng bé lên, nhưng bé đã chết. Và vợ tôi cũng chết. Thế là xong, con gái và vợ tôi. Lúc đó tôi thấy một phần cơ thể của một đứa bé, xác người nằm khắp nơi. Tôi thấy tất cả. Khi về nhà, đầu óc tôi hoàn toàn bị khủng hoảng. Tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi sẽ không đi nhà thờ. Vì tôi sợ quá rồi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Tại thành phố Negombo, hôm thứ Ba, hơn 1.000 người đến nhà thờ Thánh Sebastian dự lễ tang tập thể cho khoảng 30 nạn nhân. Theo ước tính, có khoảng 150 người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà thờ này. Do có quá nhiều người chết, nên các đám tang được tổ chức thành từng nhóm. An ninh được thắt chặt, xe cộ bị cấm chạy vào bán kính một cây số quanh nhà thờ. Cùng ngày, một giới chức Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho Quốc hội biết, theo kết quả điều tra ban đầu, loạt đánh bom được thực hiện để trả thù cho vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở New Zealand. Cũng theo giới chức này, hai nhóm Hồi giáo nhỏ trong nước bị tình nghi là thủ phạm. Trước đó, phát ngôn viên của chính phủ cho rằng vụ này có dính líu đến một mạng lưới khủng bố quốc tế. Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 40 nghi can.